Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau khi tượng Đức Mẹ Maria bị chặt đầu, một giáo xứ ở California đã yêu cầu người Công giáo cầu nguyện cho những kẻ phá hoại bức tượng cùng với một tượng đài khác tại giáo xứ. Thật đau lòng khi thấy sự xúc phạm đến hình ảnh của Đức Mẹ. Và thật đau lòng khi cố gắng hiểu tại sao ai đó lại làm ra điều này. Và thật đau lòng khi cố gắng hiểu tại sao ai đó lại làm ra điều này, mặc dù chúng ta không có cách nào để biết động cơ của hành động đáng xấu hổ này. Nhưng chúng ta biết điều này, nó không đưa ra tuyên bố nào, chẳng thăng tiến điều gì và không nâng cao tinh thần cho bất cứ ai. Nó chỉ tạo ra nhiều nỗi buồn hơn trong một thời gian đã đầy rẫy những nỗi buồn. Cha Enrique Alvarez, cha sở của giáo xứ thánh gia ở Citrus Heights, California, cho biết trong một tuyên bố được đưa ra trong tuần này. Bức tượng đã bị chặt đầu vào tối thứ hai. Trong khi đó, một bức tượng 10 điều răn được đặt tại giáo xứ để dâng hiến cho tất cả những thai nhi và tất cả những ai đã mất mạng vì phá thai, bị sơn một chữ vạn rất lớn. Tôi yêu cầu cộng đồng thánh gia của chúng ta cùng tham gia với tôi trong lời cầu nguyện cho người nào đó hoặc những người nào đó đã làm những điều này và những người đang tìm cách làm tăng thêm nỗi buồn trong thế giới của chúng ta và mang lại nỗi đau cho những người chẳng hề gây chút tổn hại nào cho họ. Những hành động kiểu này cũng có thể phát sinh ra từ nỗi đau nội tâm mà chúng ta phải có lòng trắc ẩn. Trong vòng một ngày kể từ khi bị phá hoại, bức tượng của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria đã được sửa chữa và bi 10 điều răn đã được làm sạch. Vụ phá hoại xảy ra trong bối cảnh một loạt các hành động phá hoại đang diễn ra tại các giáo xứ Công giáo trên khắp đất nước. Trong những tuần gần đây, các bức tượng của Đức Mẹ Maria và các vị thánh khác đã bị phá hủy tại các giáo xứ ở nhiều tiểu bang và các nhà thờ ở California. Tuần này, tại giáo xứ Holy Family, cha Alvarez cho biết, trong khi những bức tượng này đã được làm sạch và sửa chữa, chúng chỉ đơn thuần là những lời nhắc nhở về đức tin của chúng ta, là đức tin mạnh mẽ và lâu dài hơn đá. Mỗi chúng ta phải nhớ rằng, đức tin của chúng ta không nằm trong những bức tượng hay hình ảnh. Đức tin của chúng ta là đức tin vào Thiên Chúa vĩnh cửu, vào Chúa Giêsu Kitô, con phục sinh của Ngài, và vào sự cứu chuộc của sự phục sinh. Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.